Em xin chào tất cả anh em nhá. Rất vui khi gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Hôm nay tiếp tục làm cái video mình đi quăng đất vào nhà. Thì bây giờ mình sẽ quay qua cái đầu ở phía bên trong chỗ đổ xong là mình sẽ lên để thi công anh em nhá. Hiện tại thì bây giờ hôm qua thì cái máy của mình đã đổ đất cho ô tô đổ đất vào đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ đến để mình quăng vào những cái ô này và san bằng cái mặt đường móng gạch này anh em nhá. Đó, đây đây là một cái bể phốt người ta đã xây, người ta đã đắp hết các cái mép này rồi, chát bên ngoài, chát bên trong chống thấm rồi và đậy nắp rồi anh em nhá. Đó. Đấy, bây giờ mình sẽ san giật từ trong này ra. Đấy, những cái ô này nó còn đất ở đây thì nếu mà trong này thiếu thì mình sẽ quăng vào. Ok, bây giờ mình sẽ lên để mình thi công. Thì những cái cây sắt nó lồi lên như thế kia thì mình sẽ phải tránh nghe anh em nhé, không được chạm vào cái cây sắt đó đâu. Đó. À, cái này thì ủi đất vớt xuống thôi, ủi xuống để mình đứng lên mình quăng cho nó dễ. Bởi vì là cái mặt gạch nó còn ở dưới rất là thấp anh em nhé. Đấy, ở dưới rất là thấp luôn. Đứng ở cái góc này mình quăng. Mình khi mà mình quăng thì mình sẽ nhấc nó lên cao thì nó sẽ qua được cái sắt kia. Bạn ơi, mình quăng vãn đi thì mình sẽ đi vào gần hơn. Vì là không thấy chủ nhà yêu cầu, anh thợ xây yêu cầu là cái phần bể phốt này là phải cho cát, cho nên là mình sẽ cho hết vào đất đây anh em nhé. Còn cái bể bên kia thì mình đã san phẳng rồi, đã cho gọi là san đầy đủ cốt của người ta rồi. Thì sau này thì mình sẽ dùng cái máy đầm để đầm nữa thôi, chờ các cái cô chú để đầm nữa thôi. Cho nó lên cả cái phần mặt bể phốt đi. Những cái ở chỗ nào mà mình quăng được trước thì mình sẽ quăng trước đi. Là bên này xa xa mình quăng trước đi. Những cái sát của cái bể phốt này thì đầm mà nó sẽ rất là nguy hiểm. Chính vì vậy là người ta sẽ thông thường là mình thấy là người ta hay cho cát vào hơn, chứ người ta không hay đầm đâu. Đầm mà nó sẽ hay dễ bị nứt, mà bởi vì cái bể này thông thường người ta xây, người ta chỉ xây tường 10 thôi. Gạt nó ra, gạt vào cái sắt. Mình đưa ở thấp quá nó thì gạt vào cái sắt anh em. Những cái nhà này thì cái đường dầm của nó thì ở chỗ này thì nó lại âm ở dưới, nó không nổi lên trên, cho nên là mình san nó cũng không bị mắc. Nhưng mà có đường dầm thì mình lấy mặt bằng nó sẽ chuẩn nha anh em nhé. Hầu như là cái ô nào nó thấp và nó bé quá ấy, thì mặt bằng nó sẽ chuẩn gần như là 100% luôn. Bởi vì là nó ngắn mà. Cái đường dầm nó ngắn thì nó, mình san nó sẽ rất là chuẩn. Đó. Bây giờ mình sẽ ủi cái này vào trong nhé. Đùn lại. Mình tiến vào trong đi rồi mình quay lại mình xúc thôi, nó nhanh. Tiến lên đây xong rồi san cái được cái ô đấy đi. San được cái ô này xong mình đứng ở sát mép đây. Để đứng làm nào để mình quăng nó sẽ không bị mắc anh em nhé. Đó.
hiện tại bây giờ nó đang cao hơn khoảng 3-40 phân. Đấy, mình cứ múc đất thoải mái thôi. Nhưng mà cái đất này thì nó còn đang thiếu rất là nhiều đây này. Lát nữa mình sẽ phải đi ra phía ngoài kia, mình quăng ở cái ô phía ngoài kia, quăng vào trong. Không quá, nó thiếu đất nhiều quá. Đấy, những cái nhà như thế này thì sau này người ta sẽ làm những cái đường dầm nó âm khi mà ấy rồi đào đất đây này anh em ạ. Đấy, có những cái ô gạch nó trống nhá. Sau này là người ta sẽ đào bằng thủ công, tức là cái đường dầm đó người ta đào bằng thủ công, nó chỉ sâu xuống khoảng 2-30 phân thôi, so với cái mặt gạch thôi, là nó sẽ đạt cái yêu cầu của cái đường dầm xây những cái nhà vệ sinh, nhà tắm nó bé ở dưới mà nó thấp ở dưới. Đấy, cái này gạt nó qua đi cho nó thấp bớt xuống, hạ bớt xuống. Cái này đúng ra đầm hai lần được thì đẹp. Bây giờ có thể mình làm đẹp luôn từ cái ô kia về đây được anh em nhá. Lát nữa mình lại lùi lại, mình lại làm đẹp cái phần đằng sau của mình. Đấy. Để xem có đất có nhiều không thì tiện thì mình sẽ làm đẹp luôn cũng được. Dồn đất về. San là nữa là vừa, san bằng là vừa thôi. Cái này ra đây để mình dồn ra ngoài nó dễ. Bây giờ mình sẽ đứng san vào cái mép này nhá. Để mình với ra cái ô cái bên ngoài này. Quay qua phía bên tay phải này. Đây nó có cái bao tải này, cái bốc lên để cho cô luận thôi nhé. Bỏ đi. Đặt nó ra đây đi. Đặt nó cô luận thôi sẽ bốc đi, bỏ đi. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến lên rồi đứng lệch ra ngoài bên này đi, xúc ở bên này cho nó quay cho nó đỡ xa. Cái này mình đưa vào nó sẽ gần hơn. Đó.
múc luôn cả cái đất kia được anh em nhá. Sau này mình lại sang cái trên kia mình bù thôi, bởi vì là đứng như này nó mắc quá, mình không với được cái đất kia. Đó, thêm khoảng độ chục đầu nữa là ok rồi. À, nó vào cái trụ móng, cái trụ của cái đế móng gốc kia. Đấy. Bên này thì nó mắc cái được cây cồn kìa, rất là mắc luôn. Qua đêm khoảng độ 5 gầu nữa. 5 gầu nữa thì mình sẽ vào đứng vào đó san được. Phía dưới này nó không có một lớp đổ lót nữa anh em nhá. Cái móng này có một lớp đổ lót. Cái đất vào trong này thôi. Nói chung là vẫn thiếu nhiều đấy. Chưa thể đủ được. Đây mình sẽ đứng lệch ra một chút nữa. Đứng lệch ra thế này thì cái cần của mình phới được sang cái đống này gần hơn nữa này. Đó, mình đưa ra ngoài này lại được xa hơn chút nữa. Thêm khoảng vài gầu nữa. Đó. Cái ô này mình thấy là hôm trước mình quay video nó có 7 cái cọc cơ. Rất là nhiều cọc, rất là dày cọc. Không biết là cái chỗ này là nó là cái ô cầu thang, ô thang máy gì đấy sao. Nó chịu lực nhiều hay sao, người ta cho cái đài nó rất là to, rất là rộng luôn, rất là nhiều cọc luôn. Đây. Cái đài nó to ra khoảng 2 mét hơn 2 mét, mỗi bên 1 mét đấy. Cộng mới vào 20 phân gạch kia nữa. Đấy, múc thêm bù thêm ở hai cái hốc này để lát nữa mình vào đấy mình san xong là mình sẽ gọi là cho nó cao hơn một chút nha anh em nhé. Bên này nó không vậy này. Bây giờ mình sẽ đi vào để mình san nhá. Này nó hơi thừa đất một chút này. Thừa thì cũng không thừa đâu, nhưng mà mình sẽ nó cao hơn thôi, mình san thế cho nó bằng bằng, mình đi vào mình ấy cho nó dễ. Mình san cho nó được chuẩn hơn. San cái bể này cho nó bằng ra. Tiến vào mình với được vào cái góc trong kia. Đấy, bắt đầu san từ trong này ra đó anh em nhé. Bởi vì là cái này nó còn liên quan đến cái đường đi lại nữa. Cái bể phốt này nó ở xa quá thì mình không ấy được. Bởi vì không với được tới là mình phải san trước, nó còn nằm ở đường. Bể phốt anh em nhá. Đấy,
gì gì để cho nó bằng cái mặt dầm như đi. Xong là dí cho nó chặt hết cỡ đi, xong bắt đầu mình mới lại san tiếp. Mình làm như vậy thì sau này nó đỡ lún nhiều anh em nhá. Bởi vì là như kiểu là mình đầm được nhiều lượt ấy, sẽ đỡ lún hơn. Những cái góc ghép này nó sẽ lún rất là nhiều này. Cho nó cao hơn khoảng 5 phân như thế này. Cái chỗ này đó, bổ sung thêm cho nó mới ít vào cái mép, cái góc cái mép này đi. Góc mép này sau này nó sẽ lún rất là nhiều đây anh em nhé. Bây giờ mình sẽ lùi lại để làm cái chỗ này. Đấy, cái này thì mình chưa dí này. Đấy, khi mà mình dí xuống là nó sẽ lún nữa. Lát nữa cô luận rồi sẽ ra hot bằng thủ công thì nó sẽ chuẩn hơn. Đấy, là thế này nhá. Cứ cho nó cao hơn khoảng 5 phân anh em nhé. Nó sẽ không có cái xe đi lại, cho nên là mình sẽ cho cao hơn. Để cho cao hơn một chút. Video này của mình 18 phút à, 18 phút thì mình vẫn có thể là làm hết cái chỗ này nhá. Thông thường là những cái video của mình toàn 15-20 phút thôi, không làm video ngắn đâu. Làm toàn bộ cái quá trình của mình thi công luôn. À, cái bên kia đây là mình đã lấy nó cao hơn rồi này, cao hơn vài phân đấy. Bây giờ mình sẽ gạt cái bờ gạch này, mình gạt đây thì mình sẽ xác định được cái chiều cao của cái dầm này, cái kích thước đấy. Qua cái đường này đi. Bây giờ mình sẽ làm một nửa cái ô này thôi. Để cái ô kia mình phải đi quăng đất. Quăng đất thì mình sẽ làm ở video sau cho anh em thôi. Điều này thì sẽ không làm hết được. Điều này thì là gọi là làm gọn đến cái phần ngang của cái thanh sắt này thôi, xong mình quăng lại cái ô kia. Video sau cái tập tiếp theo anh em nhé, và mình sẽ có cái video để làm hoàn tiếp ở cái ô phía bên này. Cào qua như vậy, xong lát nữa mình mới dùng cái lưng cầu để mình kéo đi theo. Thank you.
đất thì cái góc này. Đó. Đổ đất về góc xong bắt đầu về cào đi. Thì lấy mặt bằng nó mới chuẩn được. Đấy. Như vậy là đất nó sẽ ở dài như nhá. Giữa cái này thế, cũng gạt về cái giữa này. Cái đấy tí còn vào đất nữa cơ mà. Cô lộn bên đó đi quét thì như kia. Bài như thế này xong rồi để cho bọn bây giờ là lát này mình sẽ gọi các cô đến đập nhá. Tổng thể lên một chút nữa này. Đó. Nó cao hơn một chút. Ok nhá. Đấy thì cái video này mình chỉ kết thúc ở đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở video sau thôi. Đấy cái chỗ này thì lát nữa mình chỉ tiến vào cái ô này xong mình cào cái đường này ra xuống. Đấy cái như thế này đã đầm nó sẽ lún hơn cái này một chút anh em nhé, nó sẽ lún hơn đấy. Xong là sau này mình sẽ khi mà đầm xong mình sẽ cần thiết là mình sẽ san cho một lần nữa. Và cái chỗ này thì chắc chắn là nó thiếu đất thì mình sẽ phải quăng ở cái ô bên kia thả vào đây làm hoàn thiện cái ô này mấy cái ô này đó, xong là bắt đầu là mới chở thêm đất để cho vào những ô kia. Thôi hẹn gặp lại anh em ở video sau nhá, chúc mọi người có ngày làm việc hiệu quả nhá. Đấy, video sau thì mình sẽ làm hoàn thiện những cái ô này xong sau đó ra phía ngoài kia nữa. Ok chào anh em.